Đây, ba con ơi, hôm nay mình ăn bánh mì siêu to khổng lồ, to hơn rồng luôn, to bằng rồng, to hơn. Ê, Đưa dần ơi, bỏ dần. miên. Đưa bạn mi bỏ miên đấy kìa. Ok, xin chào các bạn người Việt Nam ơi. Đây, một bánh mì siêu to khổng lồ. Hôm nay mình làm một bánh mì deli cho hai vợ chồng ăn nghe. Đây, mayonnaise. Đây không phải bơ Việt Nam đâu, đây là mayonnaise thôi. Đây là bơ tặng của nước ngoài. Đó, để cho gì? Mày hai bên. Nhiều người bên đấy là yêu thích nhất là mang bánh mì sandwich này đi làm khuya và chiều ăn. Đây, đây là thịt nguội hàm vào đấy. Ai thích ăn thịt nhiều thì bỏ thịt nhiều, ai thích ăn thịt ít thì bỏ ít. Và thiệt ra là bỏ ít thì lâu kiểu là thôi. Đẹp chưa? Đây là hàm. Nó đây là gà, phải hàm, đây là hàm. Đây là gà nguội vào lên. Bình thường đó là mình bỏ cái chân mình vô làm bánh mì á, là họ cắn vô là họ biết là ngon. Sao ạ? Lớp 3 là thịt bò. Quán có luộc này qua sơ sơ nhỏ cái thịt hém này hoặc thịt lùi này và hơi mặn, chỉ là luộc qua sơ sơ cho đỡ mặn đó vậy thôi. Dưa leo vào, cà chua, không biết là thích ăn cà chua không, sơ chua gì đặc biệt này. Kiểu rau này nè, rau này quan không biết trong tiếng Việt là tên gì, mà trong tiếng Tây là cô alfalfa, hành gì nhung giả. Sẽ đặt vào phô mai vào nè, vắt chiếc muối. Đây là một bánh mì siêu to khổng lồ. Em bé rồng về rồi kìa. Ăn không? Rồng ăn không? Chạy nước miệng rồi hả? Ơi, sướng làm, ngủ sĩ như dây ngáp. Xuống đâu có bánh mì sandwich siêu to khổng lồ bằng rồng luôn à. Này, ai to hơn? Ai Con to lấy đi, hơn? con lấy đi, lấy đi, xong lấy máu đi, máu đi, Ừ, máu ta đi, chụp cái ảnh. Lấy đi, lấy ăn đi, không? Lấy ăn đi. Ý, rồng ơi rồng. Ui đủ dồi ơi, ngon chưa? Đã chưa bà con ơi? Bánh mì deli đây. À mà ơi. Ok, mời chị Yến đi. Ok, chứ là em bé không muốn chịu ngồi trong ghế, có chứ phải cầm. do mẹ ngủ dậy. Ừ. Đây. Vừa lấy cái dĩa đi, lấy cái dĩa Có ngon em nhất. ăn cái luôn cái đi được. À. Do cái bánh mì này mày Lo la lo luôn. lo luôn. La lo. Ra. La ra do lo. La Ra. do. Ra lo. La do. Ra. La Ra. ra do là rất là dần thắng sẽ stress. Lại tư tư. La do Ra. ra do Lo. lo Lại tư tư thôi. ra loi. Dạ. Khổ Ok, lắm. Ok. như là anh mày Học luộc gì được chứ? mày cái hẻm này Đang như gì? bằng không Chưa, chưa, bằng chưa. á, nhớ đâu chị nhớ anh Ok. bằng á, em cố lên đi. Ngon chưa? Cái bánh mì này đai đái lắm, đai Ừ, đái đã đai ngon. ngon lắm. Bây giờ mình mua bánh mì đi về tặng đôi cho khỏe. Đừng đi mua bánh mì. Ừ, Ừ, chà đã mày đó. Con lừa đảo rồi. Ừ, ý cái ý bánh ấy. hả Thôi sao anh coi tôi kêu ra hả? à Chụp vương, chụp vương. sướng Sướng, sướng mẹ. miếng. Ừ, Mày tiếng lắm, mày tiếng, mày tiếng nó mày phục. Mày ăn xong ra không được, có tiếng ngồi ừ. đây, vô chị em nhé.
Buôn qua chơi được. Và không có vô ham vì thịt lùi băng làm ra mà da. Ngon chưa? Ngon cạch nhẹ đi. Ngon cạch nhẹ đi. Ngon. Nó ngon thiệt. Nó ăn bằng việc việc mất sự ngon. Ăn từ từ. Cắn tuột cá. Cắn tuột cá. Do vợ là mẹ dư rất dư hơn. Dư dư hơn. Dư. Chà, hôm nay nói gì cũng được lắm. Vợ là mê yêu nhất á, là mê nê, sao phải bỏ vô mê nê vô á. Mê ăn chi? Có chi nói là không biết sao cắn bố ăn rệt đâu. Nhưng mà tuột á. Thôi có gì em thích ăn lột ra. Em lột ra đây. Vợ thích ăn chi. Và nhiều người là anh quay bên tí là tí đang là vì sao lại chi ra, chi ngon nhất. Rồi em, chúng ta hiểu mấy ngày mình ngày cái mưa cũng hơi chảy cái gì ăn hơn. Anh xuống thấy được ngon ha, được xịn ha, trà sướng làm ngon ngon thiệt. Giờ ăn nế mấy bánh mì mấy nế bánh mì mấy nế đây anh xin một cái gì ăn hả thiệt anh thường thấy ngon được mặn được mặn hết. Cái mì thịt nế mặn lắm này, dọn này mới nghe cảm ơn. Dạ em nghe, có chờ mắm không? Mơ chạy. Mà anh hẳn sẽ vượt ra, em được ra gì đó. Ngon không? Ừ. Đóng đựng cây gậy không? Ừ, ngon. Mua đi mắm nó bật lên, nó rọi rọi xuống. Ngon. Nó bớt to chắc. Xì bằng phun. Xì nế. Bạn mình xì bằng phun. Chắc không bớt to cả bạn. Nó xì bớt to không bạn thì em biết cái này có gì không? Chạy động giả đó cũng phải giả. À không phải cái đâu. Ăn vô hẳn dinh dụng đầu á, dùng đá đi á. Không, nó không giả. Em nghĩ hẳn thịt dụng như thôi cháu quá mẹ. Mệt mệt mặt mạc. Nó không có cái bi nữa. Nó em phải dùng bi đâu mẹ. Rõ lắm. Nghe thấm thơm lắm nó dễ ra cái rau đi. Đẹp rồi. Ừ. Ăn mà mình ra chắc con loại ăn 30 thôi. Con ứa bằng có khóc lắm mà ăn rồi đó. Ngon à. Ngon. Khi nào có em bé là khó nhất đó là ăn con rau. Bà cứ khó rắn là chắc ăn con rau vô. Thôi con lớn á, đổ ra con từ việc vậy đi ăn. Cho chứ ăn của con, bây giờ ăn của mình trong rau lên vui lắm. Chà kiểu này á, là khi mình quay á, là một năm bên mạng. Khi ngủ á là hai vợ chồng ăn cổ lên chạy xuống và quay lên ăn. Kiểu này là ăn xong á là khó không hiểu sao hết. Nên mình nấu đồ ăn á, nấu xong mình bắt đồ ăn á. Cái gì? Có gì ăn xong có gì. Về ăn cà chua được á, ăn được hết. Ăn xem. Mong bây giờ dán lá thì. Chắc bình thường em bỏ cái tấm vú. Không rửa. Nó giúp được. Ôi em mà kẹp xuống. Em kẹp mạnh ra. Em tuột ra. Bắt đỉnh cái này. Chắc bình thường em cắt to hơn sĩ ra được. To hơn à? Chắc cũng như nó đều được. Và ăn nhiều giỏi nên để cắt cho mấy xe ra thịt bằng mình tuột hả? Bởi cả cắt hai và thi ai ăn xong tiệc nửa bên trăm đô.
chế nó. Thì ấy nó nghe em mà cặn miệng với thịt. Nghe mà cặn miệng với thịt đó nói nè. Đây, rong rong vô dọn mẹ. Giúp đỡ mẹ ăn nhé. Giúp đỡ mẹ ăn nhé. Xem là bây giờ cắn cho cái trầm đi. Ừ, ta ngầm ngầm lắm. Mình biết đó. Ừ. Dinh dụng muốn ăn á, không biết ăn, không biết mà miệng ra dài dài gì đâu. Mình dinh cho bên miệng là kể lên nè. Rồi không biết làm gì. Để con miệng làm được đó. Ta có đưa mua về, kiểu đưa đi phạm không? Ừ, đúng. Bác sĩ đưa vô bên. À, đưa thuốc ngọt đó. Ăn sướng không? Ừ. Ăn máu luôn, ăn. Bình thường là bác sĩ làm mấy đứa ăn thịt, ăn thì nữa là ăn mưa ra. Ừ. Còn bên nhi là nuột xuống hết luôn, mưa ra luôn. Ghê sơ, nuột nhắn lắm. Thấy không không? Đúng đó. Kê luôn. Đúng. Ừ. Rau thêm ăn á. Ừ. Không biết bỏ gì trong miệng. Á, à, dừng rồi đó. Nhắn rồi. Máu làm, bác sĩ kê luôn. Ừ. Mẹ ăn xin đâu đã. Bác sĩ lại bị xí đâu. À, nhiều thịt làm. Vẫn không ăn, biết. Do anh lượt qua đâu. Ừ, phải lượt qua. Chắc bà khác tiệc, cảm ơn ổ mi này cho em. Tiệc à? Chứ mua tiệc. Em show đi, em show cây dấn đi. Nó bỏ ít thôi anh, ừ. Ăn nhiều ở. Daily. Ăn cho sữa. Nhiều thôi ăn cho sữa. Nó. Khi nào game time, bỏ game này á. Khi nào tiệc lại là làm bánh mì này nữa. Thì em là bỏ cắt bỏ bên cho em ăn. À. Đó. Xem chưa? Không dư ra bạn cứ làm ăn lên cho làm bánh mì về. Rồi. À đúng nào. Ừ, là bánh mì để được cho em con để đồ khác. À. Khi nào mình tiệc á là cho bạn bè về ăn là cho đem về hết luôn. Không mất tụi giỏi, cái đi cho đi đợi cho tụi ăn mất về. Tôi từng có ăn mới gọi, ví dụ như bạn bè, nó ăn riêu và ở nó xong kêu em về hết. Và là khi trời mưa em buộc chứ ô hái như vậy, đói. Thường trẻ mới ăn. Là... Đó khi nào mới nói, mới do nó ăn mới ở. Ừ, nhìn ở. Đặc biệt chứ. Ăn hơn. Xin mà miễn. Không ăn không. Chắc ba lên liệt cái sữa cho nó con. Ừ. Ủa cho sống không thèm miệng đấy. Sữa mẹ mới bắt. Đó thì chứ không bị cân ứa. Ừ. Bằng khó quá không ăn nó chứ ăn hai chứ. Dạ không dạ không có cái tay cái đầy mà. Mẹ đầy mẹ nấm. Ừ. Mà nấm chưa đưa con cứ đầy ra. Thì lắm. Hôm nay mắc ban vì rằng anh về cái lý này đi không cho anh đẹp. Ây da. Ừ, mình biết dê chiêu hứng nè. Ừ, vô thịt rồi. Cầm ha, cầm đi. Rất bị pha. Mấy tuổi đó cỏ đâu rồi nè. Mình đi đang ngủ. Ngủ một tuổi đó. Không cho lực ra khó. Khó dữ lắm. Phải ha. À. Ăn được thì tha tay. Này, cho đựng. Đựng ha. Đựng nó hoa. Thôi đừng đừng ngon hoa nha. Nhìn mẹ ăn đi. Đừng dây nữa. Ơ, mở tay ra kìa. Ăn không? Biết ăn ha. Làm oái nhỉ. Đâu rồi.
đang chê rồi, đang chê cái món miền hẳn đó. Thằng đại chê cho mình đưa vô tâm miền hẳn á.